Chào bác khách ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nhé. Thì đây là mạch máy Cricket V2 của anh sau khi đã gia cố xong nhé. Đấy, thì thợ bên em để đã gia cố xong cho anh. Đấy. Đấy, đây là chỗ phần tụ lọc nguồn này nối giữa hai bình áp này. Đấy, gia cố cẩn thận nha. Đấy, tất cả các đường phải gia cố dày dặn luôn. Cái này thì anh kéo cáp rất ok nha. Rồi em sẽ vào máy và test cho anh nhé. Hello, xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đến với video tiếp theo của em. Hôm nay em làm video này trả hàng cho anh khách ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nhé. Anh đặt một em máy Cricket V2 này, bản mới nhất nha, 12V S500. Anh đặt bản nâng cấp 2 tụ băm và gia cố mạch này. Video gia cố mạch thì em sẽ ghép ở đầu video nhé. Đó thì anh khách và các bác xem nội thất nha. Đây, phét 24 phét nha. 24 phét bắt rất là đẹp. Đấy, chở chân đồng Taiwan xịn nha. Hai bình áp Samut 1600M này, tụ 680W 450V, 4 tụ. Tụ băm thì 4 tụ 8mm và nâng thêm 2 tụ 6mm. Đấy. Tụ lọc nguồn thì là 8 tụ 6700W nha. Làm mát bằng hai quạt lớn, hai quạt 6x6 có lay chống ngược này. Cảm thì cảm E65, 2 SR và MCU 1800G. Đây là kẹp bình nha, kẹp bình thì em đã kẹp sẵn rồi. Kẹp đồng vàng dày dặn nha, chắc chắn luôn. Phía mặt trước thì em hướng dẫn cho bác khách là đấu cò, đấu vợt như nào nha. Thì bên này là 4 núm đấu cò. Thì bác đánh theo chế độ thì bác đấu vào hai núm bên trong, núm đỏ và núm đen ở phía bên trong này. Đấy, đấu vợt thì các thì bác đấu ở bên ngoài này nhá. Đấy. Đấy, hai núm. Một cọc lửa, một cọc mát này. Đây là ba núm chỉnh chế độ thì núm phía bên trái là chỉnh tần số, ở giữa là rộng xung và bên ngoài là độ băm, màn hình hiển thị và bên dưới là công tắc lưu ba chế độ nhé. Đấy, công tắc lưu ba chế độ thì bác khách ở tỉnh Tiền Giang thì nhu cầu là vừa đánh vợt này, vừa kéo cáp này, cá trắng, cá da trơn. Đấy, thì muốn máy chạy 12V khỏe thì đây thì em giới thiệu bác ý cái máy Cricket V2 bản nâng cấp nhé. Đấy, thì em lưu là một chế độ đánh vợt và hai chế độ kéo cáp nha. Chế độ đánh vợt cá trắng này 80 80 35. Máy rất là khỏe nha, sáng trắng nha. Đấy. Theo máy thì sẽ cái một cái cò bóp chân như thế này. Đó. Chế độ số 0 là kéo cáp cá da trơn 80, 100 và 60. 60 đến 70. Đấy, tùy chỗ nước các bác như nào thì các bác chỉnh cho hợp lý nhá. Đó. Chế độ số 1 là kéo cáp cá da trơn 65, 100 và 90. Đấy, kéo da trơn thì các bác để tần số thấp và để độ băm chậm lại. Đấy, tần số thấp nhưng mà máy rất là khỏe nha, bóng sáng trắng luôn. Kéo cáp cá trắng này, đánh vợt cá trắng.
Đó thì máy Cricket V2 thì đây bên ngoài là vỏ nhôm nhá, có quay sách chắc chắn nhá. Thì nó sẽ có hai màu là màu đen và màu tím. Thì tùy lô về thì đợt này thì nhà em có màu tím. Đấy thì em cũng báo với các bác. Đấy chứ không phải là màu đen xịn hơn hay màu tím ngon hơn nhá. Đấy, bên ngoài chỉ là màu vỏ thôi, còn bên trong đấy nội thất giống y hệt nhau nhá, ngon như nhau luôn. Các bác có nhu cầu mà máy chạy 12V đấy. Máy chạy 12V đánh cá trắng này, cá da trơn này, đấy vừa kéo cáp vừa đánh vợt ngon đấy, thì các bác có thể là tham khảo cái máy Cricket V2 này nhá, đánh rất là ngon luôn. Các bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0961038361 nhé. Máy này thì nhà em là bảo hành sửa chữa 1 năm. Và các bác ủng hộ kênh, đăng ký kênh YouTube đấy, thì em bao ship tới các bác nha. Cái máy này thì phí ship nó rơi tầm khoảng 90 đến 120. Thì tùy khu vực, tùy gần xa thì các bác ủng hộ kênh, đăng ký kênh thì cũng vừa xem được những cái video sản phẩm mới và những cái video kích thực tế mà khách trả hàng đấy, thì và cũng vừa đỡ cho tài chính của các bác là cái phí ship nó, cái máy này khá là cao đấy. Ok, cảm ơn các bác nha.